nay có dịp đến với khách sạn Sài Gòn Place thì mình sẽ đi dạo một vòng khách sạn coi thử cái khách sạn đạt chuẩn 4 sao này nó như thế nào thôi. Ok, mình đi đứng trước khách sạn Sài Gòn Place. Đây là bên ngoài khách sạn, này có vị trí khá là tốt, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ và tòa nhà Emirates. Ok, giờ mình vô bên trong. Thank you.